Đấy, con thấy không? To chưa? Nhưng mà mẹ con bảo là không được đi chơi với người lạ. Không, con không phải là người lạ nên con cứ chơi đi. Không, nhưng mẹ con bảo là không được đi chơi với người lạ. Thì cô cũng phải người lạ đâu. Bây giờ hai cô cháu mình chỉ ra kia chơi thôi. Đây là mẹ con về ở đây kìa. Đâu đâu đâu. Mẹ con về à? Con không con? Có, mẹ khát nước. Con khát nước à? Thế con ngồi im đi nhá. Mẹ ra kia mẹ mua con nước cho con nhá. Không được chạy lung tung nhớ chưa? Ừ, ngồi yên đi nhá, mẹ ra rồi mẹ vào luôn. À. Thằng này nghĩ đâu phải lâu mới mãi chứ mưa cơ. Sao chứ mưa đừng nước. Ôi, cô chào con. Chào cô ạ. Ờ, con đi có một mình thôi hả con? Con đi ra ngoài cho mưa nước ạ. À thế à? Ờ, thế ngồi đây một mình á. Cô ngồi đây chơi cùng với con nhé. À, cô có cái này ngon lắm. Con ăn không? Ăn bánh không con? Không, mẹ con bảo là không được ăn bánh gì nhìn lạ. Con bé này nó ghê gớm thế nhỉ. À, cô có cái trò để chơi vui lắm. Con chắc chắn là con sẽ thích luôn. Này, con thích không? Mẹ, con bảo mẹ con là mua cái này cho con nhưng mẹ con không mua. Mẹ con bảo là lúc nào con được học sinh giỏi thì mẹ con phải mua. Đấy, mẹ con không mua cho con đâu. Con à, này con chơi thử đi. Con mà đi ra kia chơi với cô á, cô cho con khẩu súng này luôn. Đấy, con thấy không? To chưa? Nhưng mà mẹ con bảo là không được đi chơi với người lạ. Không, con không phải là người lạ nên con cứ chơi đi. Không, nhưng mẹ con bảo là không được đi chơi người lạ. Thì cô cũng phải người lạ đâu. Bây giờ hai cô cháu mình chỉ ra kia chơi thôi. Đây là mẹ con về ở đây kìa. Đâu đâu đâu. Mẹ con về à? Ủa thế cũng không chơi thôi. Cô đi đây. Ô, cô cho quen súng, quen súng. Thế là mẹ được một cái súng rồi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe.